có cách nào để kiềm hãm sự phát triển của rêu bên trong hồ cá coi không Về cơ bản khi mà hồ cá coi của anh em á mà nó mọc nhiều rêu từ thành hồ và từ lòng hồ lên thì chứng tỏ một điều là hệ vi sinh của anh em đang hoạt động rất là tốt khi mà rêu nó mọc lên trên thành hồ nó sẽ giúp tiêu thụ được một phần chất hữu cơ có trong nước như ở đây là phân cá nè thức ăn dư thừa của cá nè hay là cái chất thải của cá và giúp cho nước hồ của anh em trong hơn và cũng có đôi khi là các em cá coi trong hồ sẽ sử dụng cái lượng rêu rong này làm thức ăn của tụi nó nhưng ở đây thì có một số anh em không thích mấy về câu chuyện là rêu mọc quá dài ở trong lòng thành hồ vì vậy trong video hôm nay mình sẽ tư vấn cho anh em một số cách để kìm hãm cái sự phát triển của rêu lại còn ở đây kêu diệt triệt để thì không thể nào diệt được nha nam tại vì bản chất trong nước hồ cá coi ấy, nó lại có chứa thành phần hữu cơ mà chỉ cần thành phần hữu cơ này nó gặp ánh sáng mặt trời thì nó sẽ tiến hành một khâu là quang hợp và nó sẽ tạo ra rong rêu ngay vì vậy ở đây anh em mình là chỉ kìm hãm thôi chứ không thể diệt triệt để được cái phương án thứ nhất ở đây thì anh em có thể là nâng cái lượng muối trong hồ của anh em lên giúp mình từ một kg cho tới một kg rưỡi cho một khối nước khi độ mặn ở trong nước nó tăng lên á thì nó cũng sẽ làm kìm hãm bớt sự phát triển của rêu ở trong hồ cá coi của anh em và cách thứ hai ở đây thì anh em có thể bổ sung vào hồ cá coi của anh em một số em là cá rô phi này cá diều hồng nè thì tụi này mà nó vào trong hồ cá coi của anh em thì nó bào rêu trên lòng tỉnh hồ rất là tốt nha anh em nó xử lý sạch sẽ gọn gàng cái lượng rêu trong hồ của anh em cái gợi ý thứ ba ở đây cho anh em thì anh em có thể là tăng cây công suất điện UV bên trong ngăn lắng của anh em anh em hãy nhân công suất gấp lên từ 15 cho tới 20 lần để nó tăng thêm cái công suất mà diệt rêu tảo trong nước của anh em ngoài ra còn một cách thứ tư nữa là anh em có thể dùng dòng men vi sinh BioCoat Pro này của mình. Khi mà anh em chăm loại men vi sinh BioCoat Pro này vào hồ cà coi của anh em, thì với cái lượng vi sinh dồi dào, nó sẽ cạnh tranh phân hủy chất hữu cơ trong nước với cái đội rêu ở hồ. Thì khi mà vi sinh hoạt động tốt, nó cạnh tranh, nó tiêu hủy được hết cái lượng hữu cơ rồi, thì nó một phần nó cũng sẽ kìm hãm cái sự phát triển của rồng rêu ở trong hồ cá coi của anh nếu anh em quan tâm đến dòng men vi sinh Pioneer Pro này của anh mình thì có thể vào dòng giới hạn của mình đặt về dùng thử để cảm nhận được độ trong của chất lượng nước trong hồ và sự giảm thiểu cái lượng rêu thì đó là những cái cách mà mình thường hay tư vấn cho khách hàng như mình để thực hiện cho các hộ cá coi và thấy hiệu quả là mình ghi nhận lại được nên mình xin phép được chia sẻ với anh em anh em có thể nghiên cứu và áp dụng thực tế cho các coi như mình mình là vĩ các coi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nếu anh em thấy video của mình hay và hữu ích, anh em cho mình xin một lượt follow và một chia sẻ nha. Cảm ơn anh em.